Chương 631 Chai nước khoáng của khách sạn Trái tim nghiên thời thất cũng hồi hộp theo, thấy Tần Bách Duật ngắt điện thoại, cô căng thẳng bước lên hỏi Sao thế? Tần Bách Duật mấp máy môi Vân Đình và Kiều Mục bị tai nạn giao thông rồi Nghiên thời thất hà húc miệng không thốt nên lời Sao đột nhiên lại thế này? Lúc bọn họ chia tay nhau ở khách sạn hải trạch đúng là Hàn Vân Đình lái xe đưa Kiều Mục về. Đến bây giờ mới được bao lâu mà đã bị tai nạn giao thông rồi chứ? Chuyện xảy ra ở đâu? Có nghiêm trọng không? Nghiên thời thất hỏi liền hai câu, Tần Bách Duật khẽ lắc đầu, không muốn cô lo lắng quá bèn chấn an. Không sao đâu, Kiều Mục gọi điện thoại tới, chỉ Vân Đình bị thương thôi, anh qua đó xem thử, trước tiên em... Rõ ràng là Tần Bách Duật định bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, Nghiên thời thất lại lắc đầu không hề do dự. Cô quay lại ghế sofa, vừa lấy chiếc áo khoác, trao đôi mày đượm vẻ uể oải, nhìn vào mặt anh mà cười khẽ. Em đi với anh, anh không ở nhà, một mình em cũng không yên tâm. Dường như Tần Bách Duật còn muốn nói gì đó, nhưng nhiên thời thất đã kéo khỉu tay anh đi ra ngoài cửa. Thái độ của cô rất kiên quyết, rõ ràng là muốn đi theo anh đến nơi xảy ra tai nạn. Thấy vậy, Tần Bách Duật lặng lẽ thở dài, hai người cùng men theo ánh trăng bước ra ngoài. Chắc Hàn đưa bọn họ đến Vịnh Lâm Hồ rồi mới đi trước, Tần Bách Duật bèn tự lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Theo như Kiều Mục nói, bọn họ gặp chuyện ở một ngã tư cách bệnh viện Lệ Thành, chưa đến hai cây số. Đại khái là Hàn Vân Đình định đưa Kiều Mục về bệnh viện, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà trên đường đi lại xảy ra tai nạn. Vì khoảng cách từ bệnh viện tới đó rất gần nên xe cấp cứu đã đến kịp thời Hiện trường đã được dọn dẹp xong, còn xe của Hàn Vân Đình thì được kéo về giữ trong đồn cảnh sát giao thông. Lúc Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đến bệnh viện Lệ Thành thì cũng đã gần 9 giờ. Trước cửa phòng cấp cứu, vừa đi vào, Nghiên Thời Thất đã trông thấy Kiều Mục đang tựa lưng vào tường, một tay ôm ngực, anh ta đứng với tư thế cắm đầu xuống, nhìn rất suy sụp, trên tay còn cầm một chai nước khoáng trông khá quen mắt. Tần Bách Duật xảy bước lên trước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa phòng cấp cứu hỏi bằng giọng vừa thấp vừa lạnh. Sao rồi? Từ lúc nghe tiếng bước chân, Kiều Mục đã từ từ ngẩng đầu lên. Trông thấy ánh mắt tối tăm của Tần Bách Duật, anh khẽ giật môi, cất giọng nói vừa tự diễu vừa u tối. Mạng tôi cũng mẹ nó lớn ghê, nếu không có khi tối nay sẽ là ngày rỗ của tôi rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn thời thất đứng cạnh Tần Bách Duật, không ngừng quan sát Kiều Mục, Thấy anh ta không có vết thương ngoài ra Nhưng vẫn không yên tâm Cô hỏi Vậy anh không sao chứ Có bị thương không Nhìn vẻ mặt lo lắng của nghiên thời thất Kiều mục hơi giãn lông mày Lắc đầu Anh không sao Xe tông vào giải phân cách giữa đường Vân Đình bị va vào đầu Nguyên nhân là gì Tần Bách Duật cũng nhìn thấy chai nước khoáng mà Kiều Mục đang cầm. Đó là chai nước mà Lăng Mật đưa cho bọn họ lúc ở trong phòng khách sạn trước đó. Lúc ấy không có ai uống, chỉ có Hàn Vân Đình thuận tay, cầm một chai trước khi đi. Lúc này Kiều Mục cũng bắt gặp cái nhú mày và ánh mắt trong chọc của Tần Bách Duật, bèn cười lạnh giơ tay lên, lắc lắc bình nước trong tay. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, ngoài hút thuốc ra, Vân Đình cũng chỉ uống chai nước này. Nói rồi anh ta lại bực bội cao chặt mày, bổ sung thêm. Vừa rồi lúc lái xe trên đường, Vân Đình thở rất nhanh, Tôi tưởng chuyện tối nay ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy, nên cũng không hỏi nhiều. Đến khi tôi phát hiện ra vấn đề, thì cậu ta đã ngất đi rồi. Chính là vào lúc đó, xe mới mất lái đâm vào giải phân cách. Lời giải thích này khiến Tân Bách Duật và Nghiên Thời Thất cũng lặng thinh một lúc lâu. Thoạt nhìn quả thật là chai nước này có vấn đề, nhưng mà chai nước khoáng do khách sạn cung cấp miễn phí mà lại có vấn đề lớn như vậy sao? Đó là khách sạn nhà họ mặc cơ mà. Không lâu sau, ngay lúc bọn họ còn đang ôm lòng nghi ngờ thì đèn trên cửa phòng cấp cứu chợt tắt. Ba người gần như xoay người cùng một lúc, bác sĩ trực ban cấp cứu vừa tháo khẩu trang vừa đi ra. Ông nhìn ba người trước mắt, nhíu mày lại, vô thức nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Kiều Mục có chút sốt ruột nên lên tiếng trước, bỏ qua ánh mắt khác thường của bác sĩ trực ban. Cậu ấy sao rồi? Bác sĩ sờ sờ mũi, nhìn Kiều Mục bằng ánh mắt tràn ngập vẻ mâu thuẫn và khó xử. Ông hắng giọng vài tiếng, cân bằng lại cảm xúc rồi nói tình hình thực tế. Bệnh nhân không sao rồi, vừa mới sửa ruột nhưng vẫn còn cần ở lại bệnh viện để điều trị thêm, lát nữa nhớ đi làm thủ tục nhập viện. Nói xong bác sĩ xoay người định đi, nhưng sau một giây do dự, ông lại nhìn về phía Kiều Mục, ánh mắt rất bất bình. Thanh niên trẻ như các cậu sau này phải cẩn thận hơn một chút cho dù muốn tìm cảm giác mạnh thì cũng đừng nên quá điên cuồng dùng một lượng lớn thuốc lắc và thuốc kích dục như vậy là muốn lấy mạng của cậu kia sao kiều mục ngây người ra vì bị dặn dò đừng nên quá điên cuồng bác sĩ chừng mắt lườm anh ta một cái sau đó lắc đầu thở dài bước đi người trẻ tuổi thời nay chơi bạo thật mẹ nó chứ chơi đến chết mới thôi kiều mục còn cầm chai nước suối trong tay cả người cứng đờ quay đầu nhìn theo bóng dáng bước đi ngao ngán của bác sĩ. Đến khi trở lại bình thường mới quay đầu lại nhìn Tần Bách Duật. Ông ấy vừa nói gì vậy? Tần Bách Duật nhướng mắt lên liếc anh ta rồi cũng lờ đi. Còn nghiên thời thất thì mím môi hít thật sâu, cố nén cười. Rõ ràng là bác sĩ hiểu lầm mối quan hệ giữa Kiều Mục và Hàn Vân Đình. Nhất là khi vừa rồi, anh hai Kiều còn nằm mặt nghiêm nghị, gật đầu đáp lại lời dặn dò của bác sĩ, Tới khi nghe đến câu cuối cùng thì mặt mày mới đờ ra. Mười phút sau, nghiên thời thất sung phong đi xuống lầu, làm thủ tục nhập viện cho Hàn Vân Đình. Có tin, anh Tư và Kiều Mục cần nói chuyện riêng với nhau. Tuy Hàn Vân Đình đã không sao rồi, nhưng đến cùng, anh ấy vẫn phải chịu khổ một trận. Mà lời dặn dò của bác sĩ vẫn còn vang bên tai, tất nhiên là vấn đề nằm trong chai nước suối. Nghiên thời thất làm xong thủ tục, cầm biên lai like, trở về phòng bệnh trên đường đi cô nghĩ tới lúc ở phòng khách sạn đúng là lăng mật cố ý đặt nước suối trước mặt bọn họ là cô ta nhúng tay vào sao trong phòng khách sạn hạng sang của nhà họ mặc không thể nào lại phát sinh một sơ suất như thế này được lý giải duy nhất là lăng mật muốn mời riêng anh Tư lại lo lắng anh sẽ đề phòng nên trước đó đã bỏ thêm thuốc vào tất cả các chai nước suối trong phòng dù gì Hàn Vân Ninh chỉ thuận tay cầm đi một chai nước suối, không thể trùng hợp tới mức lấy ngay chai nước suối có vấn đề được. Nếu lúc ấy tất cả bọn họ đều uống nước, thì có phải hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi không? Ý nghĩa này làm cho Nghiên Thời thất sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Nếu tối nay anh Tư đi tới chỗ hẹn một mình, rồi nếu anh uống nước kia, thì chắc là kết cục của tối hôm nay đã hoàn toàn khác. Đúng là họ đánh giá thấp quyết tâm của Lăng Mật rồi. Cho dù cô ta đã bị trừng phạt nặng tay, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, nhân thời thất lại cảm thấy vẫn còn nhẹ lắm. Trước cửa phòng bệnh cao cấp, ánh mắt nhân thời thất lưỡng lự nhìn qua cửa kính. Thấy Tần Bách Duật và Kiều Mục đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh rừng bệnh, thì thầm. Còn Hàn Vân Đình thì vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Cô không bước quấy giày hai người quay bước đi lại đứng bên cửa sổ ngoài hành lang lật đi lật lại tờ biên lai trong tay cảm xúc có phần nặng nề không bao lâu sau cửa phòng sau lưng bị mở ra tần bách duật thông thả đi tới cùng nhìn theo cô ngắm màn đêm ngoài cửa sổ dịu dàng nói sao em không vào Nghiên thời thất rũ mắt xuống nhìn tờ biên lai trong tay nhẹ nhàng cuốn góc tờ giấy nhỏ giọng nói em thấy anh và anh hai kiều đang nói chuyện nên không đi vào làm phiền. Tần Bách Duật im lặng vài giây, sau đó kéo khỉu tay của cô, để cô đối diện với mình. Nhìn thời thất xoay người lại, theo lực kéo của anh, nhưng vẫn rủ mắt xuống, mà không chịu ngước mắt lên nhìn anh. Đại khái là vì cô không muốn anh nhìn thấy nỗi hận khác sâu trong mắt mình, nên mới ngoan cố né tránh anh. Tần Bách Duật không hề chớp mắt nhìn nghiên thời thất, đang cúi thấp đầu như con chim cút. Anh cười khẽ, nâng cằm của cô lên để cô ngước mắt nhìn anh. Em đang suy nghĩ cái gì mà không dám nhìn anh? Nhìn thời thất không kịp thu lại nét mặt, cứ như vậy để lộ cảm xúc trước mắt anh. Lúc này, cặp mắt trong veo như nước của cô rất đen, nét sắc bén và lạnh buốt hiếm thấy chợt lóe lên trong đồng tử đen láy. Nhìn thời thất nháy mắt che đi ánh mắt vừa lóe lên. Cô thở dài một tiếng, nhét biên lai lên bệ cửa sổ bước lên khép vạt áo bên hông tần bách duật bằng hai tay nhẹ nhàng kề chán bên cổ anh không suy nghĩ gì cả chỉ là có cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn mà thôi cô biết rõ hình dung như vậy là rất không ổn nhưng nó là suy nghĩ chân thật nhất sâu trong lòng cô nghe vậy tần bách duật dùng lòng bàn tay dày rộng ấm áp như có như không vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng chất chứa đầy quan tâm che chở anh mỉm cười nói. Trong mắt em, anh vô dụng như vậy sao? Thế nên em mới cảm thấy may mắn. Nghiên thời thất run lên, cô không ngẩng đầu, cuộn ngón tay lại đấm nhẹ anh một cái. Đừng nói linh tinh, anh biết em không có ý này mà. Ngoan, đừng nghĩ nữa. Tần Bách Duật cười tươi hơn. Anh hơi lui lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi lại nâng khuôn mặt của cô lên, ánh mắt say đắm nhìn cô. Em đừng lo lắng, anh còn chưa làm cho bà Tần đơm hoa kết trái cho anh nữa mà, sao có thể dễ dàng bị người khác gài bẫy như vậy được. Lời nói này như cơn mưa phùn giả dích rơi xuống tận đáy lòng, lại như ánh nắng xua tan sương mù dày đặc, lập tức chiều sáng khắp nơi nơi. Anh Trấn An cô ấm áp như vậy, dường như không muốn để cô đắm chìm vào cảm xúc nặng trĩu nhìn thời thất không phải là một cô gái hơi tí một là cuống lên cô ngước mắt lên nhìn động tác nhướng mày cong môi của anh ánh mắt cô cũng dần dần khôi phục lại nét trong veo cân nhắc lại câu nói kia của tần bách duật trong giây lát đôi môi mím chặt của cô hơi thả lỏng sau đó không kìm được mà cong lên cô hờn dỗi đánh mắt đi gò má phủ thêm sắc màu hạnh phúc ông tần cay thuốc trước đi rồi lại nói với em chuyện đâm hoa kết trái Bọn họ là vợ chồng, không cần xấu hổ gì cả. Đây là tình yêu do định mệnh sắp đặt. Bởi vậy sau khi phù hợp về tâm hồn, dường như sinh con cho anh là chuyện rất đương nhiên. Cô chưa từng phản đối chuyện sinh con, mặc dù hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng ở bên nhau từng giây từng phút cũng đã đủ để cô quyết tâm nắm tay anh suốt quãng đời còn lại. Trong khoảng thời gian qua, bọn họ luôn dùng các biện pháp tránh thai Tới tối nay lần đầu tiên anh nhắc tới chuyện đơm hoa kết trái. Nhân thời thất liền tiếp lời anh, nói ra suy nghĩ của mình. Giờ phút này, trong ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của tần bách duật chợt lóe lên vẻ khác thường. Dường như là có chút xúc động. Dù cho anh giấu rất kỹ, nhưng vẫn không kìm nổi phản ứng sau câu trả lời của cô. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, lòng bàn tay nâng gỏ má cô dần nóng lên. Anh hơi cúi đầu xuống, hơi thở mát lạnh phả lên khuôn mặt cô giọng tấn bách ruột khàn khàn mang theo tình cảm nồng nàn nhà từng chữ một em thật sự muốn sinh con sao anh chưa bao giờ đề nghị cô là vì anh hiểu rất rõ cô vô cùng nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp anh không muốn bởi vì muốn có con mà để cho cô phải chịu nỗi vất vả khi mang thai càng không muốn cản bước tiến của cô trên con đường sự nghiệp đang thăng hoa cho nên nguyện ước này vẫn luôn bị anh đè nén thật sâu trong lòng dần dần tích tụ nặng chịu qua từng ngày từng tháng. Rồi bây giờ, chợt nghe cô cởi mở bộc lộ như vậy, trong lòng anh rung động mãnh liệt. Lúc này, nhân thời thất và tần bách ruột cũng nhìn vào mắt nhau, bắt được ý xè dặt thăm dò trong giọng nói của anh. Không hiểu sao cô lại có chút đau lòng. Cô mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của anh nói, "Anh nhẹ tay một chút, em sắp không mở miệng được luôn rồi." Có lẽ là vì quá xúc động nên Tần Bách Duật có chút không khống chế được lực tay đang nâng khuôn mặt cô. Nhân thời thất cảm thấy khuôn mặt hiện giờ của cô chắc chắn là rất xấu, sắp bị bàn tay anh bóp thành một cục ở giữa rồi. Tần Bách Duật nới lòng bàn tay, thấy hai bên gò má của cô có vết đỏ do bị bóp, đáy mắt anh lướt qua vẻ tức giận rồi lấy ngón tay trỏ miết nhẹ lên mặt cô. Anh còn đang đợi câu trả lời của cô mà cô cũng không hề chần chừ xoa xoa khóe miệng rồi lẩm bẩm. Em nghe nói sinh con rất vất vả. Nói xong cô liếc trộm tần bách ruột một cái lại bình tĩnh nói thêm. Có điều em sẵn lòng sinh một đứa con chỉ của hai chúng ta. Ánh mắt nghiên thời thất bình tĩnh như thường, chỉ là đuôi mày lại phẳng phất ý cười. Chỉ cần nghĩ tới chuyện sinh con cho anh Tư, cô liền cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa mãn nguyện. Trong hành lang, Tần Bách Duật nhìn cô với ánh mắt si mê sâu thẳm, khóa chặt bóng hình xinh đẹp của cô. Anh xoay nhẹ giữa chán cô, tình cảm nồng nàn mà lại quyến luyến. Sau đó có người đứng không yên nữa. Kiều Mục nghiêng người dựa vào khung cửa, ôm ngực, làm ra vẻ bị tổn thương nói. Hai người đủ chưa hả? Tôi mẹ nói chứ đứng ở đây 5 phút rồi, liếc nhìn tôi một cái thôi được không? Anh ta vô cùng bực bội. Những lúc như thế này, anh cực kỳ nhớ lăng tử hoan. Mẹ kiếp, thật chẳng ra sao cả. nhiên thời thất nghe kiều mục trêu chọc thì chợt hoàn hồn, khác với vẻ dè dặt bình thường. Cô mỉm cười, nhích gần tới trước người tần bách ruột, sau đó quay đầu nhìn về phía kiều mục đang trừng mắt, cười tùm tìm nói. Có phải anh hai kiều đang ngưỡng mộ bọn em không? Trái tim kiều mục nhói một cái, anh ta đâu chỉ ngưỡng mộ, nhìn dáng vẻ anh anh em em của hai người họ thật sự là cực kỳ chướng mắt. Anh ta hừ lạnh, còn chưa nghĩ ra phải nói gì, thì Tần Bách Duật đứng trước nghiên thời thất, đã nhặt tờ biên lai trên bệ cửa sổ lên, rồi liếc nhìn Kiều Mục, trở về phòng bệnh. Kiều Mục chớp chớp mắt, nhìn theo hướng anh và nghiên thời thất đi, mười máy móc à một tiếng. Phòng bệnh của anh ta và phòng bệnh của Hàn Vân Đình cách nhau không xa. Trước khi đi, Kiều Mục lại nhìn Hàn Vân Đình đang ngủ say ở phía sau rồi lặng lẽ đóng cửa lại, đi theo hai người kia. Dạo này vết thương của Kiều Mục hồi phục khá khả quan, nhưng bác sĩ chưa cho phép xuất viện, nên anh ta vẫn còn phải nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Lúc này đã hơn 9 giờ rưỡi, ba người bọn họ ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh. Kiều Mục nghĩ đi nghĩ lại, đầu ngón tay vuốt ve điếu thuốc đang cầm trong tay. Tôi vừa gọi điện thoại cho anh cả, hai đứa đoán xem lăng mật ở bên người nào anh ta cố ra vẻ thần bí nhướng mày, còn tấn bách duật thì cúi đầu, nắm ngón tay của nghiên thời thất, căn bản là không thèm để ý. Kiều mục hậm hực bĩu môi, rời mắt khỏi người anh, nhìn về phía nghiên thời thất như cười như không nói. Lăng mật và đường tín sinh ở bên nhau. Câu nói này rất đáng để người ta suy ngẫm. Ánh mắt nghiên thời thất lóe lên, vô thức cào đầu ngón tay vào trong bàn tay của người đàn ông. Ở bên nhau là sao? Có giống như cô đang suy nghĩ không? Kiều Mục cười khẽ một tiếng cũng không chần chừ nữa, đưa điều thuốc lên mũi người rồi nói. Giống như em đang nghĩ đấy, bọn họ bị anh cả bắt gặp trong phòng ngủ. Vừa rồi anh ấy còn mắng lăng mật một trận trong điện thoại. Cô em này thật làm cho anh mở rộng tầm mắt. Một người làm ra nhiều chuyện như vậy mà đến cùng vẫn có thể nương nhờ đường tín sinh. Anh mẹ nói chứ phục cô ta thật sự. Hóa ra là thế. Nhìn thấy thất nghe vẻ diễu cợt trong giọng nói của Kiều Mục, cô càng thêm càng thấy ngạc nhiên, lại không khỏi cảm thấy nực cười. Xem ra, tình cảm cố chấp của Lăng Mật đối với anh Tư cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc cô đang nghĩ ngợi, Kiều Mục lại đạp một chân lên chân bàn trà. Thấy Tần Bách Duật nhìn qua, anh ta giãn chán, giọng nói trượt trầm xuống. Anh vừa mới báo chuyện này cho Tiểu Vũ biết, ngày mai anh sẽ cho người mang nước suối trong phòng V8 đi xét nghiệm. Nếu nghi ngờ của anh không sai Thì nước kia là do lăng mật động tay chân Ừ Tần Bách Duật thản nhiên đáp Nhớ gửi cho tôi một bản kết quả xét nghiệm Kiều Mục gật đầu Ánh mắt thoáng tối sầm Nếu thật sự là cô ta làm Thì cậu định xử lý như thế nào Rõ ràng là bạn bè cùng nhau lớn lên Vậy mà lại làm việc không chờ đường sống như thế Anh ta cũng không muốn nể tình nghĩa bạn bè gì nữa Hàn Vân Đình tự dưng phải chịu khổ. Thế nào anh ta cũng phải tính cho kỹ món nợ này. Hết. Kiều Mục vừa dứt lời thì nghe thấy Tần Bách Duật cất giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Hủy bỏ quỹ tín thác chọn đời của cô ta. Trả hết chi phí tổ chức lễ đính hôn. Còn dư bao nhiêu thì sang tên cho Lăng Tử Hoan. Nếu cô ta ở bên người nhà họ đường, thì sau này chính là con dâu nhà họ đường không cần hưởng lợi tức tín khác của nhà họ Lăng. Quỹ đầu tư tín thác bao gồm tài sản có thể là tiền mặt, cổ phiếu hoặc bất động sản được giao cho bên thứ ba chuyên về đầu tư quản lý giúp để đảm bảo chúng sẽ sinh lợi nhuận cho người thụ hưởng. Kiều Mục nghe vậy thì vui vẻ, có thể vì rất vui vẻ nên anh ta bật cười ra tiếng. Nhân thời thất liếc nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của Kiều Mục mà cảm thấy có chút buồn cười có khi anh hai kiều mới khờ khạo còn tấn bách duật bên cạnh cô thì không tin nổi liếc anh ta một cái trong ánh mắt lạnh lùng không hề che giấu vẻ ngán ngấy lúc này kiều mục cũng thấy được mình hơi lộ liễu anh ta vỗ vỗ bắp đùi mình rồi dựa hờ vào ghế sofa giơ ngón tay cái lên với tần bách duật chú tư xử lý đẹp lắm tốt tốt quá đi thôi hạnh phúc của nhóc con nhà anh lại được củng cố thêm nữa rồi Chú Tư ưu tú, rất ưu tú. Đêm đó, 10 giờ rưỡi, nhân thời thất và Tấn Bách Duật trở về Vĩnh Lâm Hồ lần nữa. Mặc dù Hàn Vân Đình chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói tình hình sức khỏe của anh gần như đã ổn định. Mà phòng bệnh cao cấp lại có hộ lý chăm sóc, không cần phải có người ngủ lại. Hơn nữa, phòng bệnh của Kiều Mục và phòng bệnh của Hàn Vân Đình cách nhau không xa, nên vợ chồng hai người họ cũng không ở lại thêm nữa đêm hôm ấy nghiên thời thất ngủ rất say có lẽ vì tâm tư căng thẳng suốt cả ngày cô gần như vừa nằm xuống giường là chìm vào giấc ngủ sau khi cô ngủ rồi tần bách ruột hôn nhẹ lên chán cô nhìn cô chăm chú một lát rồi mới xoay người đến phòng làm việc anh ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ óc chó đậm màu châm một điếu thuốc nặng nề máy hít một hơi phía sau là màn đêm đen như mực khói mù vắng lặng khiến người ta càng thêm rồn nén sau nửa điếu thuốc, Tần Bách Duật cầm điện thoại lên gọi. Anh ra chỉ thị bằng một câu cực lạnh với giọng điệu bạc bẽo. Ngày mai tung tin tức Đường Tín Sinh và Lăng Mật đính hôn, phái người nhắn cho cậu cả nhà họ Đường một câu, nếu không thể cưới Lăng Mật vào nhà thì Tần thị sẽ thu mua tất cả sản nghiệp của họ. Tần Bách Duật cúp điện thoại, thuận tay đặt điện thoại lên bàn. Ánh mắt của anh dừng trên tàn thuốc lá, chợt sáng chợt tắt không hề có chút độ ấm nào. Anh đã cho Lăng Mật cơ hội. Bây giờ cho cô ta gả vào nhà họ đường chính là chút nhân từ cuối cùng của anh. Vài năm ngắn ngủi cùng nhau trưởng thành không thể nào so được với tiểu thất. Huống chi cô ta còn vô tình lợi dụng tiểu vũ, vô tình làm Vân Đình bị thương. Nhiều đây thôi cũng đủ để cho cô ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được nữa. Tấn Bách Duật rụi điều thuốc, phả ra một ngụm khói rồi chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Đường nét sắc bén của anh phản chiếu trong đêm đen, cả mắt tối tăm, âm trầm lạnh lẽo, hòa tan vào cái rét lạnh u ám. Lăng mật tới lúc kết thúc rồi. 8 giờ sáng hôm sau, nhìn thời thất khoan khoái thức dậy, ánh mắt vẫn còn nét ngái ngủ, nhìn trần nhà chạm khắc phía trên, cô hơi hoảng hốt. Hôm nay là ngày bọn họ trở về nhà tổ, Tất cả những gì xảy ra tối hôm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, không cần nói nhiều, chính cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng anh cả đã thay đổi thái độ sau khi biết được thân phận của cô. Cô có chút mông lung, không biết cuộc gặp mặt đặc biệt này hôm nay sẽ như thế nào đây. Cô và anh Tư vẫn luôn không nói ra sự thật năm xưa. Thật sự là vì không muốn lấy chuyện này ra làm lợi thế để cho người nhà họ Tần thay đổi nhìn nhận về cô. Ai nhìn thời thất không kiềm chế được mà suy nghĩ tán loạn trong đầu. Khẽ bật ra một tiếng thở dài. Cô vừa kéo chăn, quay đầu lại, thì thấy tần bách ruột trống nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô. Mới sáng sớm mà đã trầm tư như vậy rồi, em nghĩ tới chuyện gì vậy? Cô giật mình kéo chăn che chóp mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt trong trẻo, nhướng mày lắc đầu hỏi. Không nghĩ gì cả, không phải hôm nay về nhà họ Tần sao? Khi nào mình đi hả anh? Tần Bách Duật quý người đến gần kiểm tra đôi gò má ấm áp của nghiên thời thất, rồi dịu dàng nói. Nếu như em không mệt, thì bây giờ chúng ta lên đường luôn. Vậy đi thôi, không phải anh cả bảo chúng ta về sớm chút sao? Nhân thời thất vừa nói xong thì lập tức bắt được ý cười thoáng qua đáy mắt anh. Động tác vén chăn của cô hơi khựng lại, vươn tay ra chọc anh anh cười gì vậy? Bờ môi mỏng của Tần Bách Duật hơi cong lên, nằm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, rồi khẽ mỉm cười nói. Anh đang rất chờ mong biểu hiện của anh cả. Nhìn thời thất hơi ngạc nhiên, nghiêng người trồm tới trước người anh. Trong mắt tràn đầy danh mãnh, che miệng thì thầm. Thật ra em cũng rất chờ mong. 8 giờ 45 nhà tổ họ Tần. Trước bàn cầm thạch mạ vàng trong phòng khách, Tần Bách Ngạn mặc bộ tôn trung sơn màu nâu khá chính thức. Bắt chéo chân thở dài một hơi. Anh nhíu chặt mày nhìn đồng hồ trên tay, rồi rời mắt đến bên cửa sổ sát đất của phòng khách, nhẹ giọng ho khan nhìn Mạc Quy Hải. Phòng bếp đã chuẩn bị xong hết chưa? Quản gia Mạc đứng bên cạnh cười gật đầu. Đã chuẩn bị bánh ngọt và salad thím tư thích rồi, ngài cứ yên tâm đi. Ngài đã hỏi vấn đề này 8 lần rồi, Tần Bách Ngạn hài lòng cúi đầu xuống lại nhìn đồng hồ tiếp tục hỏi. Đã quét dọn lại phòng chú Tư chưa? Mà Quy Hải nhẫn nại trả lời. Cũng đã sắp xếp xong rồi, ngài đừng lo lắng. Ừ. Tần Bách Ngạn im lặng được 3 giây rồi lại không ngồi yên nổi. Đã mấy giờ rồi, còn chưa về nữa. Chú gọi điện dục chú Tư đi. Vâng, tôi đi ngay, mà Quy Hải rời khỏi phòng khách như chạy trốn. Ông không thể chịu nổi nữa rồi. Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến bây giờ, ông chủ cứ hỏi liên tục không ngừng nghỉ. Mà Quy Hải đã theo nhà họ Tần nhiều năm nhưng chưa từng thấy ông chủ thất thỏm, sốt ruột như vậy bao giờ. Nếu sớm biết có hôm nay, trước đây nên đối xử hiền hòa với thím tư người ta một chút thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Quy Hải cũng chỉ nghĩ thầm thôi, sau khi rời khỏi phòng khách vẫn phải làm tròn bổn phận gọi điện thoại hỏi thăm cậu Tư. 9 giờ đúng, Tần Bách Ngạn kìm nén thấp thầm, đứng dậy chắp tay đi vòng qua bàn trà, trong phòng khách, nhìn xung quanh rồi đi thẳng về phía cửa nhà chính. Đúng lúc này, Dung Khanh đi xuống lầu, chị tao nhã đoan trang, búi tóc được chải tinh tế khéo léo, mặc một bộ sơn xám dài, màu tràm, khoác lên một chiếc áo choàng lông thú cùng màu trên vai. Vừa đi qua cửa cầu thang thì đã nhìn thấy Tần Bách Ngạn, đi tới đi lui ở cửa nhà, chỉ lập tức mím môi, cười bước tới dịu giọng hỏi. Trời lạnh thế này mà anh đứng ở đây làm gì? Tần Bách Ngạn hơi khựng lại, ngoái đầu thì trên mặt đã đầy vẻ buồn bực. Trong phòng khách nóng quá nên anh ra đây hóng mát. Dung Khanh không vạch trần anh mà nhìn theo tầm mắt anh về phía con đường bên ngoài lâm viên rồi mỉm cười nói. Chắc hôm nay chú Tư bận tới khuya, dù anh có sốt ruột cũng đừng đứng ở chỗ này, theo em vào trong đi. ai chờ hai đứa nó chứ? tần bách ngạn định phản bác, thì đúng lúc mà quy hải đi từ phòng bên cạnh tới, anh rốt ruột quên luôn che giấu, nhìn chăm chăm mà quy hải hỏi. chú tư nói thế nào, khi nào đến? nhìn xem, vậy mà còn không chịu thừa nhận. mà quy hải bước nhanh về phía trước, chấn an. ông chủ đến rồi. Họ sẽ đến ngay thôi. Tần Bách Ngạn lập tức nhẹ nhõm người, đứng tại chỗ chỉnh lại cổ áo tôn trung sơn của mình, thu lại vẻ lo lắng trên mặt, rồi trưng ra điệu bộ hờ hững hiền hòa thường ngày. Thấy Dung Khanh cười cười thì lung túng háng giọng Đi thôi, anh vào trong với em. Dung Khanh cười thở dài xoay người, đợi tới khi Tần Bách Ngạn đi đến bên mình mới không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo Anh đó Sớm biết có ngày hôm nay thì trước đây cần gì phải thế. Năm phút sau, nghiên thời thất và Tần Bách Duật cùng đi vào nhà tổ của nhà họ Tần. Phong cảnh lâm viên đầu mùa đông lộ ra vẻ tiêu điều, nhưng cây cối được chuyên gia chăm sóc vẫn xanh tươi, bừng bừng sức sống. Nghiên thời thất mặc chiếc áo măng tô màu kem dài tới mắt cá bước xuống xe. Một làn gió lạnh mang theo ẩm ướt của sông Lệ Thành phất qua gò má cô, Nơi này ở bên cạnh núi Phổ Lan, xung quanh có rất ít dãy nhà cao vút, nhưng lại có dòng sông Lệ Thành chảy từ hướng Tây Nam qua, vì vậy nhiệt độ sẽ thấp hơn trong thành phố. Nghiên thời thất khép áo khoác lại, vùng chán giãn ra, nhìn biệt thự lâm viên, bỗng nhiên bên đầu vai hơi chữ xuống, thì ra tần bách ruột đã đi vòng qua đầu xe tới đứng bên cạnh cô. dáng người anh cao giáo khóa chặt cô vào bên người mình, đôi mắt sâu thẳm sáng rực, tựa ánh sao, có thể thấy được tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, giọng nói lộ ra sự ấm áp. Em hồi hồ bà. Nhìn thời thất lắc đầu. Em đâu có. Cô nói rồi tự kéo tay anh bước chậm về phía cổng chính. Nhưng có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra hành động nắm chặt lấy khớp xương tần bách ruột là một biểu hiện của hồi hộp mà không muốn thừa nhận nhìn thời thất ôm tâm trạng thấp thỏm lần nữa bước vào nhà tổ họ tần lần này khác với những lần trước cô không biết hôm nay anh cả sẽ lấy thái độ gì để đối xử với cô hình như quá nhiệt tình hay quá lạnh nhạt cũng không phù hợp cô muốn người nhà của anh tư thật tình chấp nhận mình chứ không phải bởi vì một lần gặp gỡ trong quá khứ mà thay đổi cái nhìn của họ về mình tâm trạng khó có thể bình tĩnh được này vẫn luôn kéo dài từ khi nghiên thời thất bước vào phòng khách nhìn thấy tần bách ngạn vững vàng như núi thì mới thoáng dịu đi một chút trong phòng khách anh cả tần bách ngạn ngồi trên ghế chủ vị bưng chén sứ thanh hoa uống trà còn chị dâu thì quý đầu ngồi bên cạnh vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay dung khanh nghe thấy tiếng bước chân ngước mắt lên sau khi thấy là hai người họ mới cười vẫy tay chú tư tiểu thất về rồi à mau tới đây ngồi đi Nhân thời thất và tần bách duật nắm tay nhau đi vào ngồi xuống. Người giúp việc cũng mau chóng bưng hai tích trà nóng tới cho họ. So với tần bách duật thoải mái thì nhiên thời thất rẻ rạt hơn nhiều. Bởi vì anh cả không thèm nhìn cô mà vẫn luôn cúi đầu uống trà. Lúc này Dung Khanh vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc đang đứng yên trước cửa phòng. Đợi tới khi người giúp việc hiểu ý rời đi, chị mới nhìn nghiên thời thất, thân thiết hỏi. Tiểu thất tới sớm thế này, có phải còn chưa ăn sáng không? Ban nãy chị đã cho phòng bếp chuẩn bị bánh ngọt và salad. Em ăn trước lót bụng đi. Phòng bếp cũng đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Hai đứa phải ở lại dùng bữa đấy. Nói mới thấy thái độ của chị dâu không hề thay đổi. Nhưng trái lại là tần bách ngạn nãy giờ vẫn uống trà. Theo góc nhìn của nghiên thời thất thì như tách trà có nắp đã nhìn thấy đáy rồi thì phải. Thật ra lúc này Tần Bách Ngạn đang rất lung túng. Anh vừa phải tập trung suy nghĩ xem nên mở miệng làm sao mới thích hợp. Lại vừa tức giận bản thân vì lúc trước đã đối xử quá nghiêm khắc với nhiên thời thất. Nên phá vỡ cục diện bế tắc này thế nào đây? Tần Bách Ngạn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy nhiên thời thất vô cùng hiểu chuyện, nói cảm ơn. Em cảm ơn chị dâu. Dung Khanh vẫn tươi cười nhìn cô. Chúng ta là người nhà, không cần phải nói cảm ơn dung khanh nói xong tần bách duật đang thong dong tựa lưng vào ghế bỗng rời tầm mắt như chứa ẩn ý nhìn tần bách ngạn đang bưng ly trà hỏi anh cả bị đau họng à chứ không thì sao nãy giờ cứ uống trà mà không nói lời nào trà đã thấy đáy rồi mà vẫn còn uống nữa tần bách ngạn khụ khụ dung khanh cười cong mắt nhìn tần bách duật sau đó lại nhìn về phía tần bách ngạn cuối cùng mới đặt tách trà xuống bắc một bậc thang đúng là anh cả của em không được thoải mái nhưng chú tư cũng đừng thấy lạ người đã già khó tránh khỏi sẽ bị bệnh vặt không có gì to tát đâu tần bách ngạn chẳng hiểu sao lại không thoải mái anh thở dài lạnh lùng nhìn tần bách duật thái độ không hề hòa nhã rồi sau đó chậm rãi nhìn sang nghiên thời thất mặt mày hơi giãn ra nhưng vẫn mang vẻ nghiêm túc Tới chi sớm vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa? Tần Bách Duật nghe thấy vậy lập tức cong khóe môi, dùng khanh thì đỡ chán cười khẽ, còn mà Quy Hải đứng bên cạnh, nhìn trời, đã không còn mặt mũi nhìn nữa rồi. Là ai mới sáng sớm đã bảo? Ông gọi điện dục cậu tư. Tại sao trước đây không phát hiện ông chủ nhà mình là một người kỳ quạc đến thế? Muốn làm một người anh trai hiền hòa mà thái độ không thể hòa nhã chút nào. Đây là lần đầu tiên từ khi vào cửa, nghiền Thời Thất nghe thấy Tần Bách Ngạn lên tiếng, cho nên cô lễ phép cười đáp lời. "Bọn em sợ anh cả với chị dâu đợi lâu, cho nên mới tới sớm." "Ừ." Tần Bách Ngạn vui vẻ gật đầu. "Thanh niên bọn em, tuy nói khỏe mạnh, nhưng cũng đừng để mình mệt nhọc quá." "Anh thấy lúc trước, giữa mùa đông tuyết phủ, em còn đi quay ngoại cảnh quảng cáo nước hoa gì đó." Không biết quản lý công ty em nghĩ thế nào, để em mặc ít như vậy, không sợ em bị lạnh cóng à? Nhân thời thất, cô nên trả lời thế nào đây? Còn ngoại cảnh quảng cáo nước hoa đó có thể là anh đang nói tới nước hoa của Tống Kỳ Ngự. Mặc dù cô đã từ chối không làm đại sứ thương hiệu nữa, nhưng mấy hôm trước, phía nhà quảng cáo đã đăng lại hậu trường quay nước hoa này lên các trang web lớn để kéo khách. Cô cũng không để ý lắm, nhưng anh cả đột nhiên nhắc tới, làm cô không đoán ra được suy nghĩ thật sự của anh. Tần Bách Ngạn chưa từng nói rõ, nhưng từ trước tới nay, nghiên thời thất vẫn cảm nhận được anh xem thường giới giải trí. Vì những lời này của Tần Bách Ngạn mà bầu không khí trong phòng đã lặng ngắt như tờ. Dùng khanh lén vô anh dưới bàn, đang định lên tiếng hòa giải, thì lại thấy Tần Bách Ngạn nhìn về phía chú Tư, vô cùng bất mãn nói. Chú cũng vậy, công việc tiểu thất cực khổ như thế mà sao không giúp một tay? Anh nghe nói bây giờ mấy người quản lý công ty đều chỉ lo cho lợi ích bản thân chứ không xem sức khỏe của nghệ sĩ ra gì cả. Theo anh thấy thì tần thị của chú có nhiều hạng mục như vậy, không bằng mở một công ty cho tiểu thất, những chương trình sau này cũng do chú kiểm định trước luôn. Con cháu nhà họ Tần chúng ta làm sao có thể chỉ mặc cái váy làm việc giữa trời đông tuyết phủ rét lạnh như thế được. Đúng là không thể nói nổi mà. Nghiên thời thất lúc này đang mím chặt môi, cố gắng nhịn cười cúi đầu xuống. Anh cả thật đáng yêu. Mà Tần Bách Duật thì thản nhiên nhìn Tần Bách Ngạn hơi gật đầu nói. Em cũng đang có ý này. Tần Bách Ngạn nghe thấy vậy thì lập tức gật đầu. Ừ, vậy chú mau lên kế hoạch rồi gửi tới cho anh xem thử. Trong lúc Tần Bách Ngạn đang tràn ngập vui vẻ, muốn lót đường cho nghiên thời thất, thì đã nghe thấy em trai ruột của mình lạnh nhạt trả lời một câu. Không cần, em tự có sắp xếp của mình. Dung Khanh thấy Tần Bách Ngạn nhíu mày lại thì bèn đẩy tách trà của mình tới trước mặt anh. Đang bị đau họng thì nói ít lại chút, chú Tư làm việc có nguyên tắc của mình, anh đừng xen vào. Hết. Tần Bách Ngạn nhìn Dung Khanh lại liếc nhìn tách trà trước bàn, lắc đầu thở dài rồi bưng lên uống ực một ngụm. Điều hiện của mình cũng được đúng không? Đứa nhỏ tiểu thất này có thể hiểu được tâm ý của mình không? Tần Bách Ngạn không muốn chủ động nhắc tới chuyện cũ với cô, cho nên mới dùng cách này để phá vỡ thành kiến trước đó. Với lại, anh cũng sợ nếu nhắc tới chuyện 14 năm trước thì sẽ khiến đứa nhỏ này hiểu lầm ý định của mình. Lúc trước, anh đối xử lạnh nhạt với nhiên thời thất, cũng là vì không hài lòng với xuất thân giới giải trí của cô. Nhưng tối hôm qua anh đã tìm hiểu rõ mọi chuyện từ lúc mới ra mắt tới bây giờ của đứa nhỏ này. Nhờ vậy mới biết thành kiến ban đầu của mình đúng là vừa buồn cười lại vừa vô lý. Mà trong một ngày quay về nhà tổ này, nghiên thời thất có thể cảm nhận được, anh cả kể cả vô tình hay cố ý thì đều là lấy lòng mình. Nói gì thì nói. Người chủ gia tộc hơn 50 tuổi, đầy khôn ngoan khéo léo, không nhắc tới chuyện cũ năm đó, làm nghiên thời thất cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau khi dùng cơm trưa xong, Dung Khanh kéo nghiên thời thất ra ngoài vườn cây tàn bộ, còn Tần Bách Ngạn gọi Tần Bách Duật vào phòng sách trò chuyện. Trong lòng anh bị nghẹn cả một buổi sáng, cho nên vừa ngồi vào chỗ, đã bật thốt lên. Tiểu thất thật sự là đứa bé đã cứu em năm đó sao? Tần Bách Ngạn ngồi trước bàn trà hí hoáy với trà cụ. Anh vừa rửa tách trà, vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chú Tư ngồi đối diện. Tần Bách duật tựa lưng trên ghế mảnh gỗ. Tay áo sơ mi sắn lên tới bắp tay, lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra châm một điếu, rít nhẹ một hơi gật đầu là cô ấy. Sao em biết? Tự cô ấy nói với em. Đây là điều Tần Bách Ngạn nghi ngờ nhất. Trước đây bọn họ đã tìm rất lâu mà cũng không tìm thấy chút manh mối nào, thì làm sao chú Tư sẽ tìm được chứ? Tần Bách Duật ngước mắt nhìn về mặt nghi ngờ của Tần Bách Ngạn. Anh hơi nghiêng người, gầy gầy tàn thuốc, nghiêm túc nói. Anh cả cho là em sẽ tùy tiện sắp xếp một cuộc hôn nhân cho mình sao? Mối hôn nhân này từ ban đầu đã là vì cô ấy. Tần Bách Ngạn thở ra nặng nề. Chú đã biết từ sớm rồi à? Vâng. Tần Bách Duật vừa đáp lời. Tuy Tần Bách Ngạn không nói nhưng trên mặt lại đầy vẻ không vui. Anh dằn mạnh tách trà xuống trừng mắt nói. Chú Tư, sao đã biết từ sớm mà không nói cho anh một tiếng? Nếu nói sớm từ trước đây, anh cũng sẽ không nghiêm khắc với tiểu thất như vậy bởi vì con bé chính là cô gái đã cứu chú tư là ân nhân của cả nhà họ tần có thể nói không có tiểu thất cũng sẽ không có chú tư hôm nay cho nên đối xử tốt với cô hơn một chút chính là điều sau này tần bách ngạn muốn làm nhất tần bách duật khẽ nhếch môi mỏng lên không đếm xỉa tới tần bách ngạn đang tức giận nói bây giờ anh biết cũng không muộn sau này đối xử tốt với cô ấy là được rồi tần bách ngạn hừ hừ còn đợi chú nói sao? À phải rồi, anh nghe nói thân thế của tiểu thất có vấn đề, là có chuyện gì vậy? Mới mấy ngày trước, bà dì tám đời không liên lạc của chị dâu chú có gọi điện tới cho cô ấy, nói là muốn tìm tiểu thất. Sao tiểu thất lại có quan hệ với nhà đoan mộc? Tần Bách Ngạn không biết nhiều về Dung Uẩn. Năm đó anh và Dung Khanh đến với nhau thì bà ta đã cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ luôn rồi. Trong thời đại đó, con gái gả cho người thì chẳng khác nào là bát nước hất đi. Mà nhà mẹ Dung Khanh còn có một gia quy làm người phỉ nhổ, chính là nữ theo họ mẹ, còn nam mới có tư cách theo họ cha. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy quan niệm trọng nam khinh nữ của nhà Dung Khanh, nó ăn sâu tận xương tủy, cũng hết thuốc chữa rồi. Nếu không phải lúc trước Dung Uẩn gọi điện thoại tới, thì anh còn không biết vợ mình, còn có một bà gì nhỏ, đã tái giá với ông cụ đoan mộc Tần Bách Duật kẹp điếu thuốc đưa tới bên miệng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra vườn cây bên ngoài cửa sổ. Sau một lúc im lặng mới đáp lại. Chuyện này rất dài. Vậy chú nói tóm gọn lại không được sao? Anh nghe chị dâu chú nói, bà gì nhỏ này, thủ đoạn ghê gớm lắm, để được vào nhà đoan mộc, mà năm đó đã đi làm y tá phục vụ người khác chứ không chịu về nhà. Thế nên chú phải cẩn thận đối phó đấy. Tần Bách Ngạn khuyên nhủ tận tình xong, giây lát sau lại nhắc nhở. Nói chung là anh không quan tâm những thứ khác, chỉ cần chú bảo vệ tiểu thất cho thật tốt là được. Bởi vì trong vòng thị phi ở đế kinh, có quá nhiều kẻ xa vẻ đạo mạo, cho nên nếu tiểu thất muốn làm gì thì chú phải giúp đỡ cô ấy. Hiện giờ, trong tay nhà họ Tần có cửa hàng trang sức nhà họ Lục, doanh thu cũng khá lắm. Hôm khác anh sẽ cho người đi làm giấy tờ, chuyển sang danh nghĩa tiểu thất bây giờ nghĩ lại mới thấy, sinh lễ trước đây đúng là ít thật. Lúc Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất rời khỏi nhà họ Tần, đã gần 4 giờ chiều, Tần Bách Duật đã từ chối lời đề nghị ngủ lại của anh cả. Lúc hai người lên xe, Nghiên Thời Thất ngồi vào chỗ, nghiêng đầu nhìn thì đã thấy Tần Bách Ngạn còn đứng ngoài cổng chính dõi mắt nhìn theo bọn họ. Cảm giác này giống như là nỗi xót xa của người làm cha làm mẹ. Rõ ràng là luyến tiếc không muốn bọn họ rời đi, nhưng lại phải để bọn họ tự do tung cánh bay cao. Nghiên thời thất ngồi trong xe, vẫy tay chào tạm biệt Tần Bách Ngạn. Cô có cảm giác hình như sau ngày hôm nay mình đã thật sự trở thành một thành viên của nhà họ Tần. Tần Bách Ngạn đứng trước cửa, nhìn chiếc xe dần dần mất hút mà buông tiếng thở dài. Trong lòng anh bất chợt luyến tiếc sao chuyện lại trở thành thế này. Đứa nhỏ tiểu thất này thật tốt, càng tiếp xúc lại càng thích. Cư xử trò chuyện đều lễ phép lại chững chạc, phong thái đoan trang tao nhã, rất xứng đôi với chú tư. Vậy tại sao trước đây mình không phát hiện ra? Có phải cửa hàng trang sức nhà họ Lục là quá ít không? Tần Bách Ngạn đang tự cân nhắc, lần nữa nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần, suy nghĩ một hồi, anh thông thả trở lại phòng khách, kéo Mạc Quy Hải tới phòng sách. Anh định sắp xếp lại sản nghiệp trong tay để xem còn có những gì có thể chuyển cho tiểu thất không. Trên đường về nhà, trong xe dìu dặt khúc nhạc dương cầm, nhiên thời thất nghiêng người ngắm nghiếng người đàn ông bên cạnh, còn chưa mở miệng mà nụ cười đã lóe lên khóe mắt. Bỗng nhiên hôm nay em cảm thấy anh cả là một người vừa đáng yêu lại kỳ quạc. Tấn Bách Duật cầm vô lăng bất thì giờ, nhìn sang cô rồi nhướng mày lên. Đáng yêu? Ông già đã hơn 50 tuổi thì đáng yêu chỗ nào? Nhiên thời thất gật đầu nói đùa, anh không thấy sao? Rõ ràng anh ấy muốn buông bỏ thành kiến, nhưng lại ngại nói thẳng ra. Nhất là lúc anh ấy uống trà đó, hình như em thấy trong ly chỉ còn mỗi lá trà thôi. Cũng là bắt đầu từ giây phút đó, cô liền cảm thấy anh cả đã thay đổi cái nhìn về mình. Chứ không thì làm sao lại không được tự nhiên dùng hành động uống trà để che giấu thái độ của mình. Tần Bách Duật mỉm cười, đánh tay lái nhìn thoáng qua con đường phía trước rồi mới dịu dàng nói. Có lẽ là thầy có lỗi với em, cho nên anh ấy mới như vậy. Nghiên thời thất nghịch dây an toàn, rồi ngồi thẳng dậy lắc đầu. Em cho rằng... Cô còn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi sách trên đầu gối đã truyền tới tiếng rung. Nghiên thời thất lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì nụ cười trên môi đã biến mất ngay lập tức. Cô nghiêng đầu thấy Tần Bách Duật đang nhìn về phía mình, mới quơ quơ màn hình điện thoại trước mặt anh. Ông Nghiên... Đã bao lâu rồi? Có lẽ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên cô đã không còn nhớ rõ lần trò chuyện điện thoại gần đây nhất của bọn họ là khi nào. Từ sau khi chia tay ở nhà họ Ôn, thì cô đã không trở về nhà họ Nghiên, cũng như không cần liên lạc với họ nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay ông Nghiên lại gọi điện thoại tới, bản năng bảo Nghiên thời thất đừng nhận. Ngay lúc cô đang so dự thì tiếng rung của điện thoại đã dừng lại. Cô nhìn ánh sáng màn hình dần tối đi, cúi đầu xuống sắc mặt rất khó miêu tả. Vừa lúc phía trước xuống cao tốc gặp đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại phía trước làn đường dành cho người đi bộ. Tần Bách Duật thấy cô cúi đầu thì một tay vịn vô lăng, tay còn lại xoa đỉnh đầu cô. Nếu không muốn bắt thì sau này cũng đừng bắt là được rồi. Tiếng an ủi mang theo sự quan tâm tỉ mỉ cùng giọng nói tràn ngập cưng chiều của anh rót vào tai cô. Nhìn thời thất ngước mắt lên, ngón cái vô thức vuốt ve màn hình, không muốn anh lo lắng cho nên nhèn miệng cười em chỉ thấy kỳ lạ đã lâu không liên lạc mà bây giờ ông ấy gọi điện thoại cho em làm gì ngày hôm đó ở nhà họ ôn ông ta đã nói rõ dành phòng ngủ chính cho ôn chi diên còn muốn cô dọn ra phòng khách sự đối xử phân biệt như vậy đã xóa sạch tình cảm cha con những năm này giữa hai người họ cô không nghĩ tới cả đời này sẽ không gặp nữa nhưng dường như cô đã sớm trở nên quan trọng với nhà họ nghiêm rồi